Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin cuộc sống 24 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2013 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong chuyên mục tin sáng, thêm một loại cây trồng mà người nông dân cần phải cảnh giác trước việc thu mua của các thương lái, đó là cây khoai mì ở đồng bằng sông Cửu Long hay còn gọi là cây sắn. Vĩnh biệt nghệ nhân Hà Thị Cầu, nghệ nhân duy nhất còn lưu giữ được nhiều làn điệu hát sầm cổ. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, bàn về một mối quan hệ khác trong gia đình, mối quan hệ giữa chồng và vợ, quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, đến nay liệu có còn phù hợp? Cùng đến với chuyên mục cuộc sống bốn phương, không chỉ các quốc gia đang phát triển mà một cường quốc như Anh cũng đang phải đối mặt với nguy cơ chảy máu chất xám khi mỗi ngày có khoảng 400 trí thức rời bỏ đất nước. Đọc sách cho người lao động, một di sản văn hóa độc đáo của Cuba trong thời đại radio, TV, thậm chí là Internet đang phát triển mạnh mẽ. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hội Xuân Hồng lần thứ 6 với thông điệp sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng. Lễ hội Xuân Hồng năm nay có số lượng người tham gia hiến máu và số lượng máu thu gom được đạt kỷ lục cao nhất so với năm trước. Đây cũng là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của ngày hôm qua. Nếu như năm kỳ lễ hội Xuân Hồng trước, đối tượng tham gia chủ yếu là học sinh sinh viên, thì năm nay còn có sự tham gia của các bà mẹ. Vượt qua hơn 100 cây số, sáng qua bà Bùi Thị Lê đã có mặt tại Hà Nội tham gia lễ hội Xuân Hồng năm 2013. Dù đã ngoài 60, nhưng đây đã là lần thứ 3 bà Lê tham gia hiến máu, chỉ với một mong muốn duy nhất là chia sẻ giọt máu khi mình còn khỏe để cứu giúp những người bệnh kém may mắn. Thấy cái cỡ tuổi này tôi thấy cảm thấy cái sức khỏe của tôi còn đảm bảo nên tôi muốn hiến cái giọt máu cuối cùng để hòa với cộng đồng để cứu những người bệnh đang hiểm nghèo. Ngoài 60 bà mẹ tình nguyện tham gia hiến máu và chăm sóc cho những người hiến máu, lễ hội Xuân Hồng năm nay còn có sự tham gia của 30.000 người, trong đó có gần 10.000 người đăng ký hiến máu, chủ yếu là học sinh sinh viên. Đây là năm lập kỷ lục quốc gia và khu vực về số người tham gia hiến máu nhiều nhất trong một ngày. Vì chính cộng đồng của mình thì mình tham gia và có thể là không những mình nghĩ mình giúp lại cho mình một chút gì nhưng mà vì do người thân của mình rồi người xung quanh mình. Thưa các bạn, nói về năng lực của viện chúng tôi, tập thể cán bộ nhân viên này, chúng tôi có thể lấy được 10.000. Nhưng chúng tôi đã họp ban tổ chức và quyết định lấy cỡ 7.000, cỡ khoảng 7.000, trên dưới 7.000 cộng 500 đơn vị là vừa đủ để mà tổ chức một cái lễ hội nó cũng long trọng, nhưng một mặt nữa cũng vừa đủ để sử dụng cho bệnh nhân trong các bệnh viện, và đó là con số hiệu quả nhất. Dự kiến không chỉ sau Tết và dịp hè tới, cũng là thời điểm khan hiếm nguồn máu phục vụ điều trị cho các bệnh nhân ở nhiều cơ sở y tế. Vì vậy, việc tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia hiến máu, trong đó có các hình thức đăng ký hiến máu theo cặp đôi, hiến máu đồng đội và hiến máu gia đình đang được tích cực triển khai trong năm nay. Tuyên truyền làm sao nhiều gia đình, nhiều đối tượng khác tham gia. Ví dụ có những gia đình là cả bố, cả mẹ, cả vợ, cả con rồi đều tham gia, và không những thế lại còn vận động những hàng xóm, gia đình hàng xóm là tham gia, thì phải nói là trong cái năm nay cũng đã nhiều gia đình tham gia như vậy rồi. Lễ hội Xuân Hồng năm nay cũng có nhiều chương trình dành cho người tham dự như chương trình Người Mẹ Tình Nguyện, Long Phụng Xung Vầy, Phố Nhân Ái, Trao Yêu Thương hay các trò chơi dân gian. Trải qua 5 kỳ tổ chức, từ năm 2008 đến năm 2012, lễ hội đã thu hút hàng chục ngàn người tham dự, tiếp nhận được hơn 23.000 đơn vị máu. Lễ hội Xuân Hồng năm nay cũng sẽ được tổ chức mở rộng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tiếp tục chương trình là chuyên mục điểm báo với các tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Và mở đầu chuyên mục điểm báo, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của hai tác giả Chí Nhân và Hoàng Việt trên trang 6 báo Thanh Niên. Bài viết với nhan đề: Hàng Trung Quốc bỏ về người tiêu dùng, người Việt hại người Việt.
Hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường nội địa phần lớn do chính một bộ phận không nhỏ người Việt sang tận Trung Quốc để lấy hàng giá rẻ, hàng nhái, hàng giỏm về bán kiếm lợi. Trên mạng Internet, hiện đang lưu truyền khá nhiều bài viết hướng dẫn cách đi đánh hàng ở Trung Quốc. Có bài viết dài tới gần 3.000 chữ, chia sẻ kinh nghiệm cách thức đánh hàng ở Quảng Châu được xem như cẩm nang của dân trong nghề. Bởi hướng dẫn cụ thể, cặn kẽ từ những việc đơn giản nhất như chuẩn bị hộ chiếu ra sao, ăn ở đi lại như thế nào, mua hàng gì ở đâu, những số điện thoại trả giá, đóng gói vận chuyển hàng về nước. Không có một con số chính thức về số người Việt sang Quảng Châu đánh hàng, nhưng dân trong nghề cho biết chỉ tính riêng lực lượng tai, thông dịch kiếm hướng dẫn viên cho người Việt tại Quảng Châu vào lúc cao điểm có thể lên tới cả ngàn người. Theo chuyên gia thị trường Ngô Đình Dũng tại TP.HCM, do nguyên vật liệu sản xuất cơ bản của nước ta đều phải nhập khẩu nên giá cao, khó cạnh tranh. Vì thế nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang tận Trung Quốc đặt gia công hàng hóa đưa về nước dán mác, tem nhãn rồi bán. Đơn cử có những hàng vật liệu xây dựng, đến 90% được đặt gia công tại Trung Quốc, chúng ta chỉ làm mỗi việc là đưa về Việt Nam để bán. Ông Dũng nói và nhận định, tất cả do chính các doanh nhân trong nước, họ sang Trung Quốc kiếm hàng nào rẻ nhất, mua về Việt Nam để bán, chứ không phải hàng Trung Quốc tất cả đều xấu. Các nước khác vẫn đặt hàng từ Trung Quốc, nhưng họ kiểm soát được chất lượng, nên không có vấn đề gì, chúng ta sang Trung Quốc kiếm hàng thiệt rẻ, về lập lờ nhãn mác, chất lượng để bán. Một vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua đó là vấn đề thu phí nội mạng ATM của các ngân hàng. Và tác giả Nam Thành trên trang 5 của báo Tiền Phong đã có bài phỏng vấn ông Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng. Theo quan điểm của ông Hiếu thì ở Mỹ, từ phát hành thẻ, truy vấn thông tin, in sao kê mất thẻ, mất mật mã thẻ thì tất cả đều miễn phí. Chính vì vậy Việt Nam cũng nên làm như vậy, thay vào đó là yêu cầu chủ thẻ đang duy trì một số tiền cụ thể trong thẻ của mình. Khi được hỏi theo ông Việt Nam có nên làm như vậy không, ông Hiếu trả lời, đáng ra Việt Nam cũng nên miễn phí và áp dụng như thế giới. Theo tôi nên miễn phí ATM cho khách hàng và thay vào đó, mình yêu cầu khách hàng giữ một số dư nào đó trong thẻ và ngân hàng sẽ dùng số tiền này để kinh doanh hoặc cho vay. Tùy vào chính sách của mỗi ngân hàng để quyết định, hiện có những ngân hàng đã có chương trình nếu khách duy trì số dư 500.000 đồng một tháng thì sẽ được miễn phí rút tiền. Còn theo công thức số dư tùy thuộc vào thu nhập bình quân trên đầu người. Chẳng hạn là thu nhập bình quân của người Việt Nam là 1.400 đô la Mỹ một năm, tương đương với 28 triệu đồng, thì số dư mà người dân tốt nhất nên giữ trong tài khoản thẻ của mình là 10%, còn để đủ bù lỗ cho hệ thống ATM của mình thì số dư của tất cả các khách hàng dùng thẻ phải từ 2 đến 3 triệu đồng. Khi được hỏi là thu phí cũng lỗ mà buộc người sử dụng có số dư trong tài khoản cao thì khó thực hiện, trong khi chúng ta lại khuyến khích không dùng tiền mặt. Vậy phải chăng trong bối cảnh hiện nay thì là chưa đúng lúc để thực hiện điều này? Ông Hiếu cho biết là cũng đã đến lúc phải tiến tới nền kinh tế không dùng tiền mặt. Hiện nay thì các cơ quan gần như bắt buộc trả lương qua tài khoản và buộc người dân phải mở tài khoản. Và các dịch vụ ATM sẽ đi cùng với nó. Dĩ nhiên là việc thu phí ATM không động viên được dân chúng mà khiến một số người bức xúc. Nhưng cuối cùng thì người dân vẫn không có một sự lựa chọn nào khác. Một thông tin rất đáng chú ý được đăng tải trên trang 1 và 8 báo tin tức số ra sáng ngày hôm nay. Bài viết với nhan đề, giá sữa lại tăng dù giá nguyên liệu không tăng. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, nhiều hãng sữa nội và ngoại đã công bố tăng giá bán sản phẩm khoảng 10%, và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến người tiêu dùng. Lý giải cho nguyên nhân về việc điều chỉnh tăng giá lần này, đại diện các công ty sữa đều cho rằng do chi phí đầu vào như nguyên liệu, nhân công tăng cao, vì vậy họ phải tăng giá bán sữa thành phẩm. Mặc dù các nhà sản xuất lý giải giá các loại sữa thành phẩm tăng là do giá nguyên liệu đầu vào tăng, tuy nhiên thì theo thông tin từ Cục Quản lý Giá, trong nhiều tháng qua, giá sữa nguyên liệu nhập khẩu không tăng mà vẫn ổn định. Hiện việc quản lý giá sữa được thực hiện theo thông tư 122-2010 của Bộ Tài chính và theo quy định trong luật giá. Theo đó, các mặt hàng sữa thực hiện đăng ký giá là sữa pha chế theo công thức dạng bột cho trẻ em dưới 6 tuổi. Và ngoài ra, mỗi lần điều chỉnh giá đối với mặt hàng này, doanh nghiệp phải đăng ký lại đối với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, để tránh việc phải đăng ký lại giá với cơ quan chức năng, nhiều sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được doanh nghiệp đổi tên trên bao bì thành sản phẩm dinh dưỡng, và điều này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý. Nhóm tác giả của báo Lao Động đã có bài viết phân tích tình trạng ồ ạt giảm giá trong thời gian vừa qua để xả hàng tồn của một số dịch vụ. Mặc dù mới trải qua đợt khuyến mại lớn dịp Tết và đợt lì xì đầu năm, nhưng bước sang tháng 3 thì xu thế ồ ạt xả hàng vẫn không dừng lại. Ở tất cả các cửa hàng cho đến các trung tâm thương mại, siêu thị kinh doanh thì những mặt hàng thời trang, điện máy đến hàng tiêu dùng thực phẩm đều tung ra các chương trình khuyến mãi nhằm xả hàng. Đây được xem là một động thái kích cầu sức mua đang giảm mạnh trong mùa thấp điểm và cũng là chương trình xả hàng tồn kho.
Theo Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong tháng 2 năm 2013, bên cạnh việc phát hiện hơn 132.000 sản phẩm vi phạm về hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã phát hiện 1,3 tấn thực phẩm, bánh kẹo, nước ngọt các loại không rõ nguồn gốc và quá hạn dùng. Tuy vậy, theo các tiểu thương, chủ cửa hàng, quầy hàng thì dù giảm giá mạnh nhưng mà sức mua trong thời gian vừa qua hiện vẫn không tăng đáng kể. Chủ cửa hàng kinh doanh ngành thời trang ở đường Tôn Thất Đạm, quận 1 cho biết là so với mọi năm, năm nay sức mua giảm nhiều và những ngày sau Tết này, sức mua trên thị trường đối với ngành hàng thời trang còn ảm đạm hơn. Các cửa hàng đã phải hạ giá hết mức có thể để khách hàng chọn mua nhằm giải phóng hàng tồn, lấy lại vòng xoay tiếp, nhưng sức mua vẫn rất thấp. Bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung là nhan đề của bài viết được đăng tải trên trang 5 báo Tin Tức. Việc sử dụng vật liệu xây không nung sẽ mang lại nhiều lợi ích về môi trường và kinh tế. Theo Bộ Xây dựng, để triển khai áp dụng các quy định về việc sử dụng vật liệu xây không nung thì cần khẩn trương chuyển đổi công nghệ sản xuất và nâng cao nhận thức cho người dân. Có nhiều tính năng ưu việt, nhưng thực tế việc triển khai thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung ở nước ta không hề dễ dàng. Vật liệu xây không nung là sản phẩm mới nên vẫn còn nhiều khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ. Ông Trần Văn Huynh là Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng cho biết, mặc dù Bộ Xây dựng đã yêu cầu về tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, nhưng việc đầu tư các nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung còn chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, tiêu thụ vật liệu xây dựng sụt giảm là một lý do quan trọng hơn là các cấp chính quyền, chủ đầu tư chưa mạnh dạn đầu tư phát triển các nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung. Bên cạnh đó, do thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn hạn chế nên nhiều nhà đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung còn đưa vào sản xuất những dây chuyền sản xuất với công nghệ trung bình, thiếu đồng bộ nên đã không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sản phẩm và người tiêu dùng nghi ngại. Thưa quý vị, tiếp theo là bài viết được đăng tải trên trang 1 và 4 báo Nông thôn ngày nay. Bài viết với nhan đề 20,8% trẻ em nông thôn suy dinh dưỡng. Theo khảo sát của Viện Dinh dưỡng Quốc gia vừa công bố, trẻ em bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở vùng nông thôn là 20,8%, cao gấp đôi so với trẻ em ở thành phố là 10,8%. Và nguyên nhân không chỉ vì các em thiếu thực phẩm, thiếu thức ăn giàu chất đạm. Theo bà Nguyễn Thị Lâm là Phó Giám đốc Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em ở nông thôn chịu nhiều thiệt thòi hơn thành phố rất nhiều. Không chỉ thiếu thức ăn, thiếu thịt, cá trứng trong bữa ăn, mà ngay cả những đứa trẻ gia đình khá giả hơn, nhiều gia đình cũng không biết cách để chăm nuôi con cho đúng. Theo bà Lâm, thì việc suy dinh dưỡng sẽ khiến cho thể lực và trí tuệ của trẻ kém phát triển. Do sức đề kháng kém nên trẻ có nguy cơ mắc nhiều bệnh tật. Nếu trẻ không tăng cân, biếng ăn, quấy khóc, da xanh, tóc rụng, quấy khóc thường xuyên hay giật mình thì cha mẹ cần xem xét lại chế độ dinh dưỡng của trẻ. Trên trang 3 của báo Tuổi Trẻ có bài viết của tác giả Thanh Phùng giảm mức phạt đối với xe không sang tên đổi chủ. Theo dự thảo nghị định đang lấy ý kiến lần 2 về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ, đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải vẫn quy định việc xử phạt hành vi không sang tên, đổi chủ phương tiện. Tuy nhiên, mức phạt được đưa ra trong dự thảo thấp hơn mức phạt được quy định tại Nghị định 71 hiện hành. Theo quy định của Nghị định 71, ô tô không sang tên đổi chủ sẽ bị phạt từ 6 đến 10 triệu đồng. Riêng mô tô xe máy bị phạt từ 800 đến 1,2 triệu đồng. Quy định này đã có nhiều phản ánh khác nhau và gây lúng túng trong thực thi. Hiện chưa thực hiện được xử phạt và chờ văn bản hướng dẫn. Trong dự thảo nghị định của Bộ Giao thông Vận tải thì hành vi không làm thủ tục chuyển đổi lại giấy đăng ký xe sẽ bị xử phạt tiền theo mức từ 100 đến 200 nghìn đồng đối với cá nhân là chủ xe mô tô, xe máy và các loại phương tiện tương tự, từ 200 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng đối với tổ chức là chủ mô tô, xe máy và các phương tiện tương tự mô tô vi phạm, phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng với cá nhân là chủ ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô tô, từ 4 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe. Trên trang 11 báo Tiền Phong có bài viết với nhan đề loạn văn bản trái luật, đừng vô cảm với dân. Qua việc ra những văn bản gây phản ứng của dư luận cho thấy các cá nhân đơn vị tham mưu ra văn bản có sự hời hợt, thậm chí vô cảm đối với đời sống của nhân dân, người chịu tác động của những quy định trên trời đó. Qua đó cũng phản ánh việc xin ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản rất hình thức và thường bị bỏ qua. Đó là ý kiến của tiến sĩ Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản, Quy phạm Pháp luật, Bộ Tư pháp khi trao đổi với Tiền Phong. Trao đổi với Tiền Phong về thông tư số 04/2013/TT Bộ Giáo dục Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến sĩ Lê Hồng Sơn cho biết, sau khi ban hành vào ngày 26 tháng 2 và gây phản ứng của dư luận, Cục Kiểm tra Văn bản, Quy phạm Pháp luật đã làm việc với Cục Khảo thí và Kiểm tra Chất lượng, Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cho đến ngày 1 tháng 3, những nội dung sai trái, gây phản ứng của dư luận cơ bản đã được sửa.
Cũng theo tiến sĩ Lê Hồng Sơn, về những quy định tổ chức lễ tang cán bộ viên chức công chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gây phản ứng gay gắt của dư luận vừa qua. Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật vừa có công văn số 51 kiểm tra văn bản sang ngày 28 tháng 2 kiến nghị hủy bỏ. Và trở lại với thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nó cũng đã chết yểu sau khi một tuần ban hành cho thấy việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo thông tư này đã bị bỏ ngỏ, một căn bệnh phổ biến khi xây dựng các dự thảo chính sách hiện nay. Về câu chuyện nới tuổi hưu trong thời gian vừa qua, tác giả Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ có bài phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng cho biết cần phải có tiêu chí để giữ lại những con người thực sự tài năng, kinh nghiệm và tâm huyết. Còn nếu cứ giữ lại, đại trà sẽ tạo sức ì cho bộ máy, tạo rào cản cho con đường thăng tiến của lớp trẻ năng động. Ông cho biết tôi đề nghị quy định rõ ràng đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động thì không làm công tác quản lý nữa, mà được giữ lại làm công tác chuyên môn. Người có chuyên môn trình độ thì cần được giữ lại như một chuyên gia, chứ không phải là cái cớ để anh tham quyền cố vị, ở lại hưởng bổng lộc với các chức vụ ấy. Hiện nay Bộ Luật Lao động đang đưa ra phương án trung hòa, trong đó quy định nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ nghỉ hưu ở tuổi 55, lao động trong một số khu vực độc hại được nghỉ hưu sớm theo danh mục cho chính phủ quy định. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm. Ông Dũng cho biết quy định như vậy là giải pháp trung hòa, giải quyết được tình hình thực tế của hiện nay. Chúng ta đang có khoảng 80% người lao động có quan hệ lao động ở trong khối sản xuất kinh doanh thì rất có khả năng nâng cao tuổi nghỉ hưu nữ bằng nam. Đây khẳng định đã được chứng minh bằng các điều tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Và ở nhiều ngành thì nữ không thể làm việc đến năm 60 tuổi được, ví dụ như phụ nữ làm việc trong ngành dệt may, hầm mỏ, thủy sản hay là nghề giáo viên. Trên trang nhất và 14 của báo Thanh Niên số ra sáng ngày hôm nay có bài viết của phóng viên Trinh Nguyễn, bài viết với nhan đề Cụ Rùa là bảo vật quốc gia. Tiến sĩ Rùa Hà Đình Đức đề nghị Hà Nội làm hồ sơ cho Rùa Hồ Gươm trở thành bảo vật quốc gia. Còn theo luật di sản văn hóa, khả năng này khó trở thành sự thật. Tuy không thuộc loại rùa Hoàn Kiếm, việc có một con rùa khổng lồ ở hồ này chết vẫn được giữ kín để tránh những đồn đại không hay. Điều đó cho thấy rùa Hồ Gươm phần nào đã trở thành một biểu tượng, đến mức mới đây, một trong những người sùng bái biểu tượng rùa Hồ Gươm nhất là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đình Đức đã đề nghị phải làm hồ sơ để rùa Hồ Gươm trở thành bảo vật quốc gia. Rùa Hồ Gươm, theo giải thích của ông Đức, gồm cả cụ rùa sống ở dưới nước vừa mới được trị bệnh và cả tiêu bản rùa hiện đang ở đền Ngọc Sơn. Muốn vậy thì một hồ sơ về rùa Hồ Gươm sẽ phải được thực hiện. Trong đó phải có căn cứ khoa học chứng minh rùa có đủ 3 điều kiện cần có của một bảo vật quốc gia. Tuy nhiên thì rùa Hồ Gươm có vẻ như không đáp ứng được đủ những điều kiện. Có thể tạm coi tiêu bản rùa tại đền Ngọc Sơn là hiện vật độc bản, nhưng rùa đang sống trong hồ lại là một thực thể sống. Rùa Hồ Gươm cũng không phải là hiện vật có hình thức độc đáo, trong khi đó sự độc đáo này lại thể hiện rất rõ trong các cổ vật vừa được công bố công nhận bảo vật quốc gia đợt 1 như chiếc lọ gốm hình thiên Nga, Cửu Đỉnh Huế. Cuối cùng, hiện cũng chưa có một cơ sở khoa học gì để chứng tỏ rùa Hồ Gươm là hiện vật đặc biệt có liên quan đến một sự kiện quan trọng, anh hùng dân tộc như đã được quy định. Rùa trong hồ đang thực thể sống, tiêu bản rùa cũng chưa thấy có thể ăn theo tiêu chí gì. Mình cũng không có cớ gì bảo từ thời ông Lê Lợi. Nếu nó là một giống quan trọng thì nó phải được vào sách đỏ động vật quý hiếm, chứ không phải đưa vào một bảo vật quốc gia, một ủy viên của Hội đồng Di sản Quốc gia đã chia sẻ. Tiếp theo sẽ là một số tin tức trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Đà Nẵng vừa chỉ đạo các cơ quan phối hợp tổ chức giao lưu với cựu chiến binh Trường Sa và thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988. Hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng cho biết buổi giao lưu sẽ được tổ chức vào sáng ngày 14 tháng 3, tức là đúng 25 năm sau trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. Ngoài 9 gia đình thân nhân liệt sĩ tại Đà Nẵng, buổi giao lưu còn có sự góp mặt của khoảng 50 cựu binh thân nhân liệt sĩ Trường Sa hy sinh trong trận chiến. Với chủ đề hướng về Trường Sa thân yêu, buổi giao lưu sẽ ôn lại quá khứ hào hùng, sự hy sinh anh dũng cao cả của những chiến sĩ Trường Sa đã ngã xuống quyết bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Theo lịch sử vùng 3 Hải quân, ngày 14 tháng 3 năm 1988, khi các tàu vận tải cùng bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Cô Linh, Gạc Ma và Landau, thì các tàu chiến của đối phương lao đến dùng pháo lớn bắn vào tàu HQ-604 ở đảo Gạc Ma, HQ-605 ở đảo Landau và HQ-505 ở đảo Cô Linh, cho quân đổ bộ lên đảo Gạc Ma, nhổ cờ Việt Nam, nổ súng vào bộ đội ta, gây nhiều tổn thất.
Sau khi các ngân hàng thương mại khởi động việc thu phí ATM nội mạng từ ngày 1 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước khẳng định thời gian tới sẽ giám sát chặt chẽ chất lượng dịch vụ mạng lưới ATM để hoạt động của mạng lưới ATM ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại chỉ đạo tới từng chi nhánh, đảm bảo hoạt động tính an toàn và ổn định của hệ thống ATM. Theo đó, các chi nhánh đã bố trí các đội tiếp quỹ từ 3 đến 4 người, thực hiện hàng ngày kể cả cuối tuần, đặc biệt là vào những dịp cao điểm hoặc tại những điểm đông người rút tiền như khu công nghiệp. Thực hiện tiếp quỹ đến 3 đến 4 lần trong ngày, đảm bảo thời gian ATM hết tiền không quá 4 giờ làm việc và không quá một ngày nếu ngoài giờ làm việc. Bên cạnh đó, hiện các ngân hàng thương mại cũng đang triển khai trang bị hệ thống camera tại máy ATM, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ, giám sát hệ thống ATM 24/7 để kịp thời hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ, đảm bảo an ninh và giải quyết kịp thời các sự cố xảy ra tại địa điểm đặt máy. Ngoài ra, nhằm rút ngắn thời gian trả lời tra soát, khiếu nại của khách hàng đối với các giao dịch ATM ngoại mạng, một số ngân hàng thương mại đã thỏa thuận và ký văn bản với công ty cổ phần thẻ Smartlink quy định thời gian trả lời tra soát tối đa là 7 ngày làm việc. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước thì cơ quan này sẽ chưa đấu thầu bán vàng miếng trực tiếp với các ngân hàng thương mại từ ngày 5 tháng 3 như dự kiến mà lùi lại thêm khoảng 7 đến 10 ngày. Trước đó, sáng 1 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức thử nghiệm thành công đấu thầu bán vàng miếng trong nội bộ các vụ cục trực thuộc. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết để thực hiện đấu thầu trực tiếp với các ngân hàng thương mại sẽ phải tính đến rất nhiều yếu tố từ khối lượng đến giá cả. Theo lộ trình tham gia và can thiệp thị trường của Ngân hàng Nhà nước, thời gian đầu cơ quan này sẽ mua bán vàng miếng thông qua đấu thầu trước khi tính tới chuyện trực tiếp giao dịch với ngân hàng và doanh nghiệp có nhu cầu. Trước ngày 30 tháng 6, thời hạn các ngân hàng phải tất toán dư nợ huy động vàng, Ngân hàng Nhà nước chủ yếu đấu thầu bán để cân đối nguồn cung trên thị trường, qua đó kéo sát giá trong nước với thế giới. Sau một thời gian nghiên cứu và nhân giống, Trung tâm Sâm, Viện Dược liệu và Công ty Trách nhiệm hạn Cao Lâm tỉnh Lâm Đồng đã trồng thử nghiệm thành công cây thượng đẳng nhân sâm, một loại dược có nhiều giá trị trong y học. Đây là một trong những bước đột phá mới để tỉnh Lâm Đồng không chỉ được biết đến như là một thiên đường của những loài hoa, mà còn có những thương hiệu sâm nổi tiếng, mang đặc trưng của địa phương. Thượng đẳng nhân sâm là một loại cây thuộc họ hoa chuông thân thảo, qua kiểm nghiệm phân tích, được Sở Y tế Lâm Đồng chứng nhận là sản phẩm chất lượng tốt. Theo đó, hàm lượng saponin trong củ sâm được trồng dưới chân núi Bà, tỷ lệ dinh dưỡng đạt 6,37%. Trong khi chỉ tiêu hóa lý quy định hàm lượng saponin từ 3% là đã đạt yêu cầu. Hiện nay, trang trại 15 ha trồng sâm của công ty trách nhiệm hạn Cao Lâm phát triển rất tốt và đã cho thu hoạch lứa đầu tiên với năng suất đạt 1 tấn trên 1 ha. Trong thời gian sắp tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ nhân rộng mô hình trồng sâm, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao quy trình công nghệ chế biến để tạo nên thương hiệu của sản phẩm thượng đẳng nhân sâm của địa phương. Đồng thời, xác định đây là loài cây có giá trị kinh tế cao nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc vươn lên xóa đói giảm nghèo. Thời gian gần đây, thì nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều fan dở khóc dở cười khi mà một mặt hàng nông sản nào đó đang hút hàng bán được giá cao thì bỗng nhiên lại ngưng bặt do không còn đường tiêu thụ nữa. Việc trồng cây khoai mì hay còn gọi là cây sắn lá bán ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là một ví dụ. Đã từ nhiều năm nay thì người nông dân ở đây chuyển từ loại cây nông nghiệp sang trồng khoai mì để bán cho thương lái. Nhưng khi thương lái không mua nữa, không chỉ gây thiệt hại cho nông dân mà còn gây khó khăn cho các cấp quản lý khi không biết tìm thương lái thu mua đang ở đâu. Đã hơn 4 năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Hiền ở ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang chuyển từ trồng cam sang trồng cây khoai mì. Khoai mì vốn là loại cây dễ trồng, lại không tốn công chăm sóc. Mỗi tháng, gia đình ông thu được một khoản không nhỏ từ việc bán lá khoai mì. Thì có là hai chồng già có thể là gần tới lứa khoai mì sau là mới hết cái số tiền đó. Đó. Thì cũng coi như là tạm ổn. Cũng giống như gia đình ông Hiền, hiện nay ở xã Đông Phước A có hàng trăm hộ dân đang trồng cây khoai mì. Khi giá bán lá là từ 1.200 đồng đến 1.500 đồng 1 kg. Khắp ấp trên, ấp dưới, đâu đâu cũng thấy người ta trồng khoai mì. Diện tích khoai mì của xã đã lên tới hàng trăm hecta. Mặc dù loại cây này chưa từng một lần được ngành nông nghiệp khuyến khích sản xuất. Cái địa bàn của Đông Phước A này hình như là hộ nào cũng gần như hộ nào cũng có khoai mì. Nó mà điều có một cái là người ta trồng cũng sen thôi chứ không phải là trồng đặc biệt là trồng chiên canh. Vì người ta mua sẵn nên nông dân phá rừng trồng sẵn bạc ngàn. Nhưng mà chúng ta biết là cây sắn là cây rất quý. Cái khái niệm mà trồng sắn hỏng đất
mà chế biến sắn hỏng môi trường là khái niệm của thực trạng việc trồng sắn không đúng kỹ thuật, trồng sắn không bón phân, trồng sắn không tưới nước và chế biến sắn là không đúng quy cách, làm ô nhiễm môi trường. Việc người nông dân trồng khoai mì lấy lá bán cho thương lái Trung Quốc đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng chẳng ai biết chúng được thu mua để làm gì, thậm chí lái buôn đến mua lá cũng chẳng ai biết là ai. Thế nên không ít lần nông dân tại huyện Châu Thành đã dở khóc dở cười khi thương lái đột nhiên ngừng thu mua. Do các cái công ty này là chủ yếu là người ta xuất cái tiểu ngạch, cho nên là cái số lượng xuất thì nó sẽ không ổn định, cho nên về phía ngành cũng như là chính quyền xã sẽ vận động người dân là giữ nguyên cái diện tích này, không phát triển thêm. Trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, việc người dân chủ động tận dụng đất để canh tác, tăng thu nhập cho gia đình là điều cần phải khuyến khích. Tuy nhiên, trách nhiệm của các cơ quan chức năng là định hướng và cung cấp thông tin để người nông dân lựa chọn được cây trồng phù hợp, tránh trở thành nạn nhân của những vụ buôn bán lừa gạt. Ngày hôm qua, nghệ nhân Hà Thị Cầu đã qua đời ở tuổi 97 tại Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Bà được coi là báu vật sống của nghệ thuật hát sầm Việt Nam. Hiếm có nghệ nhân nào gắn với loại hình nghệ thuật dân gian từ nhỏ, có một cuộc đời vất vả ra Bắc vào Nam để kiếm sống bằng chính những bài sầm của mình như nghệ nhân Hà Thị Cầu. Nghệ nhân Hà Thị Cầu, tên thật là Hà Thị Năm, sinh năm Mậu Thìn 1928 tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, trong một gia đình ba đời hát sầm. Chẳng mất sớm, bà cùng mẹ về sinh sống tại thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Lên 8 tuổi, bà đã bê chiếc thau đồng theo bố mẹ lê la khắp các chợ quê để hành nghề hát sẩm kiếm sống. Sống tại Yên Mô, Ninh Bình, hai mẹ con bà nương nhờ học hát tại nhà ông trùm sẩm Tránh Trường Mậu, khi đó là trưởng 6 gánh hát ở Ninh Bình. Sau đó, bà trở thành vợ của ông trùm sẩm Tránh Trường Mậu. Bà không biết chữ, nhưng bà là người thông minh và rất giỏi làm thơ và sáng tác các bài hát sầm. Hầu hết các bài hát sầm mà bà biểu diễn đều là do bà tự đặt lời và truyền dạy cho con cháu. Nghệ nhân Hà Thị Cầu từng được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và nghệ sĩ ưu tú. Năm 2008, bà nhận được giải thưởng Đào Tấn, giải thưởng cho những đóng góp cho việc gìn giữ bốn quý nghệ thuật dân tộc. Cả cuộc đời bà sống trong gian khó, gia đình là một trong những hộ nghèo ở huyện Yên Mô, Ninh Bình. Cuộc đời bà như một con tầm đã xong kiếp nhà tơ. Một báu vật của nghệ thuật hát sẩm đã ra đi, để lại niềm tiếc thương và câu hỏi lớn về việc lưu truyền và gìn giữ hát sẩm trong cộng đồng hôm nay. Cá rô chiếc cống để nuốt đầu con lưu y điêu. Lễ hội cầu ngư cầu an là một hoạt động tín ngưỡng đặc sắc của đồng bào ven biển miền Trung để mong cho năm mới quốc thái dân an, biển thuận gió hòa và làm ăn được nhiều tôm cá, đi khơi về lộng an toàn. Mỗi lễ hội cầu ngư của một làng, một thôn đều mang những nét độc đáo rất riêng biệt. Hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn tới với lễ hội cầu ngư đã được duy trì hàng trăm năm nay của ngư dân thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Làng chài Thuận An nằm dưới chân đồi Bản Than, Án Ngữ, Biển Đông. Nơi đây có hai bãi biển đẹp là bãi Bắc và bãi Nồm. Lễ hội cầu ngư của làng từ trước đến nay đều diễn ra ở biển Bắc vào ngày 20 tháng Giêng hàng năm. Mở đầu là hoạt động cúng lăng ông và nghinh thần rước ngư ông diễn ra ở biển Bắc. Từ sáng sớm, một đoàn ghe thuyền của làng dong ra khơi, dẫn đầu là chiếc ghe được trang trí cờ hoa nổi bật, chở bàn thờ cúng. Những người trong ban cúng tế là những lão ngư có uy tín, kinh nghiệm biển cả và am hiểu tập tục truyền thống của địa phương. Xưa nay là đã lâu lắm rồi, ngư dân ở đây là sống như là trên sóng nước, ngư dân là hàng năm tục lệ vào ngày hôm nay riêng là nghi lễ là cầu ngư. Trước là cầu cho quốc thế dân an và sau là đem cái tài đến cho nhân dân của mình. Lễ nghinh thần còn có nội dung quan trọng là cúng rước ngư ông, bởi nghề biển là nghề mà sóng gió hiểm nguy luôn rình rập. Cá ông là linh vật thiêng liêng đối với ngư dân
được bà con tôn thờ là vị cứu tinh trong những lúc nguy nan. Sau khi nghinh thần ngoài biển, bàn thờ cúng ngư ông được rước từ biển về nghĩa địa Cá Ông, thôn Thuận An. Nghĩa địa này hình thành hàng trăm năm nay và loại lớn nhất tỉnh Quảng Nam, nằm ở một bãi đất giữa rừng dương liễu, cách xa khu dân cư hơn 1 cây số và hiện có hàng trăm mộ Cá Ông. Nơi đây được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2009. Trong những năm gần đây, lễ hội cầu ngư nghinh thần Cá Ông làng chài Thuận An thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến thưởng thức, tìm hiểu. Đây là một cơ hội hiếm có. Tôi rất vui khi có mặt tại lễ hội này và được tiếp đón nồng hậu. Người dân nơi đây rất thân thiện và mến khách. Đi đến với vùng biển Tam Hải này cũng như là tham dự cái lễ hội cầu ngư cũng có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, đó là cho được tụi em biết được những cái thực tế trong cái việc đi học cũng như là việc học tập đối với cái ngành văn hóa du lịch. Cùng với phần lễ, năm nay ngư dân làng chài Thuận An, xã Tam Hải cũng tổ chức các hoạt động phần hội như xẻ bóng chuyền trong thôn và văn nghệ giao lưu. Đây cũng là dịp để những người con xa quê trở về sum họp vui vầy, động viên nhau làm ăn, xây dựng khối đoàn kết, cùng nhau giữ gìn ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Như đã thành thông lệ, hàng năm tại làng du lịch Bình Quế tại thành phố Hồ Chí Minh đều diễn ra chương trình Ngày hội quê tôi, hoạt động nhằm tái hiện những không gian văn hóa đặc trưng của cả ba miền Bắc Trung Nam, diễn ra từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày hôm qua. Những hoạt động trong ngày lễ hội này đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ ngày hội, khách tham quan có dịp thưởng lãm một không gian nhiều màu sắc của phiên chợ quê với những gánh hàng rong, tiếng dao mõ làng cùng các trang phục truyền thống ba miền và các dân tộc anh em. Quy trình sản xuất và các sản phẩm nổi tiếng của các làng nghề truyền thống cũng được tái hiện như đan rổ, làm cần xé, làm bánh phồng, bánh tráng Mỹ Lồng, non lá Nam Bộ, chuồn chuồn tre. Đặc biệt, du khách sành ẩm thực còn có dịp thưởng thức các món ăn đặc sản của các vùng quê khắp ba miền như là Hà Nội, Hội An và Cần Thơ. Năm nay thấy báo đăng này làm tôi đi và rất là bất ngờ, tại vì rất nhiều cái lạ lùng với mình, những như hát dân ca quan họ Bắc Ninh, rồi đám rước này kia đó hay lắm, đặc biệt là ẩm thực nữa. Hôm nay tôi những cái món ẩm thực rất lạ và mà tôi mới có dịp thưởng thức. Những gì tôi thấy ở đây thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên. Có những hình ảnh tôi chưa được thấy bao giờ. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh và tôi tin rằng khi nhìn những bức ảnh này, mọi người sẽ hiểu hơn về văn hóa con người Việt Nam. Các món ăn ở đây rất tuyệt vời. Tôi đã ăn phở 4 lần trong buổi tối ngày hôm nay. Bên phiên chợ, khách yêu văn nghệ còn được thưởng thức các loại hình nghệ thuật, chèo, tuồng, dân ca Huế, đàn ca tài tử, cổng chiêng, múa chăm. Các em nhỏ cũng có những trải nghiệm thú vị với các trò chơi dân gian như nặn tò he, làm thuyền bằng bẹ chuối, đồ chơi bằng lá dừa hay tre, trúc. Ngày hội quê tôi đã trở thành một hoạt động quảng bá du lịch tới du khách nước ngoài, đồng thời giúp chính người dân hiểu hơn về những nét đặc sắc về văn hóa của dân tộc. Tiếp theo chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng, bàn về một mối quan hệ khác trong gia đình, mối quan hệ giữa người vợ và người chồng, quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, đến nay liệu còn phù hợp. Tin tức nổi bật trên thế giới trong cuộc sống bốn phương, gặp gỡ một nông dân Ấn Độ người phá kỷ lục trồng và thu hoạch hơn 22 tấn lúa trên 1 hectare. Lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của Ernest Love, ca khúc được bình chọn là bản tình ca số 1 của mọi thời đại. Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng hôm nay, ngày hôm qua thì chúng ta đã đề cập đến các vấn đề trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái hiện nay, đó là chuyện có nên đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão hay không, là những hệ quả khi cha mẹ không cân bằng được giữa công việc và giáo dục con cái, là những điều mà cha mẹ nên làm để có thể giúp cho con tránh xa được những sai lầm trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản. Trong chương trình của ngày hôm nay, chúng tôi muốn tiếp tục bàn luận về một mối quan hệ khác trong gia đình trong thời hiện đại, đó chính là mối quan hệ giữa người vợ và người chồng. Nói về mối quan hệ này thì người xưa có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Hiểu một cách đơn giản là trong một gia đình, đàn ông là người làm các công việc ngoài xã hội để kiếm thu nhập nuôi gia đình, còn đàn bà là người ở nhà lo việc dạy dỗ cho con cái, vun vén cho mái ấm. Và xét ở một góc độ nào đó thì quan niệm này là hoàn toàn đúng, bởi nó phản ánh ưu thế về giới trong phân công lao động của đàn ông và phụ nữ. Thế nhưng thì hiện nay, vị trí của người chồng và người vợ trong một gia đình đã có nhiều thay đổi.
đưa vợ đi chợ là một công việc yêu thích của ông Nguyễn Gia Hảo. Với ông, đây cũng là cách để thể hiện vai trò trụ cột của một người chồng trong gia đình. Bởi vợ ông không biết đi xe máy và không thể sức nặng. Việc này còn giúp ông hiểu và chia sẻ bớt những khó khăn của vợ trong việc quản lý chi tiêu cho các sinh hoạt hàng ngày của gia đình, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Ở khu chợ này, ai cũng biết bà Phạm Chi Lan, một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam, thường lên TV và báo chí để phân tích, bình luận và gỡ rối về nhiều vấn đề kinh tế. Nhưng không phải ai cũng biết, chồng bà, dù ông cũng là một người làm kinh tế giỏi. Xét về góc độ thu nhập cho gia đình, có đôi lúc bà kiếm được nhiều tiền hơn ông. Xét về vị trí xã hội, cũng có khoảng thời gian bà có vị trí cao hơn ông. Theo quan niệm truyền thống của người Việt Nam, một người chồng thua kém vợ thường sẽ không khỏi chạnh lòng. Nhưng với ông Hảo thì lại khác. Không phải là mình cảm thấy là mình thua kém, mà tôi thấy là đấy là cái động lực, nó là sức ép đối với tôi. Vợ hơn mình, thì mình phải cố gắng mình vươn lên để mình đóng góp phần nào đó, để mình cũng không thua kém. Chứ mình nếu người đặt vấn đề là mình thua kém thì rồi mình với cái động cơ không hay đấy thì hạnh phúc gia đình chắc không đảm bảo được. Vị trí trước đây của tôi thì công việc bận rộn vô cùng, nó đòi hỏi cái lượng thời gian ra khỏi nhà để làm các việc trong xã hội là rất lớn, kể cả đi lại đi các nơi khác ngoài phạm vi Hà Nội là nơi mình sinh sống chẳng hạn, cũng rất nhiều, đi làm việc ngoài giờ này cũng rất nhiều. Thế nhưng mà trong thời gian đó thì có lẽ cái điều tôi quý nhất ở xã nhà tôi là rất thông cảm, chia sẻ và để cho tôi có thể chủ động tham gia được những công việc đó. Dù ở vị trí nào trong xã hội thì những người phụ nữ vẫn là những người chủ trong dàn bếp của gia đình. Đây không phải là trách nhiệm mà là cách để họ thể hiện thiên chức của một người phụ nữ, sự yêu thương, chăm sóc của họ đối với các thành viên khác trong gia đình. Bởi dù sao, người ta vẫn nói đường ngắn nhất đến trái tim của một người đàn ông là thông qua dạ dày. Hoàn toàn tôi không bao giờ đòi hỏi là nhà tôi phải biết nấu cơm hoặc là con trai tôi phải biết nấu ăn như là tôi hoặc con dâu tôi. Thì cái đó tôi nghĩ nó cũng là thiên chức và nó là kỹ năng của từng người. Nhưng còn ngược lại thì các công việc làm vặt khác trong gia đình, thí dụ như khi hỏng hóc một chút cái điện, cái nước, thì cái cửa giải, tất cả các thứ lặt vặt đó thì chắc chắn nó là công việc của người đàn ông rồi. Trụ cột đây nó chỉ là cái vấn đề phân công, do cái thượng đế người ta phân công là anh nắm giới anh khỏe hơn thì anh làm những việc nặng, còn những việc nhẹ thì để phụ nữ làm theo thiên chức của người ta. Người ta là mẹ, người ta là vợ, người ta làm việc nhẹ. Thế thôi, chứ không có nghĩa là như vậy trụ cột là anh quyền quyết định toàn bộ cái chi tiêu trong gia đình hay là cái hướng phát triển gia đình. Cái này là phải cả vợ lẫn chồng phải bàn với nhau tốt nhất. Quan điểm vợ là người nội tướng trong gia đình cũng được đồng thuận nhiều hơn, dù hiện nay đa số đã chấp nhận việc vợ là người có thu nhập và vị trí cao hơn chồng. Thế tôi cảm thấy vui mừng vì là mình giảm bớt một cái gánh nặng. Thì nếu mà hai người cùng làm được, nếu mà người vợ giỏi hơn thì càng tốt, thì tôi ủng hộ và chúc mừng cô đấy. Nhưng mà thì sau này con gái của tôi cũng được nhờ vợ tôi. Và phụ nữ làm kinh tế thì rất là tốt, thế tuy nhiên là cũng phải vẫn phải chăm lo đến gia đình, và không nên là khi mà mình đã làm được kinh tế rồi thì lại coi nhẹ cái giá trị cũng như là giá trị trụ cột gia đình của người đàn ông. Vẫn người đàn ông trong gia đình vẫn phải là trụ cột chính. Anh có thể ở cái địa vị rất là cao, nhưng mà về gia đình thì đấy vẫn là một cái người vợ, một người mẹ. Anh trở về đúng cái vị trí đấy, thì nếu đúng vị trí như thế đấy thì anh đừng đưa những cái quan điểm, những cái lối sống ở bên ngoài anh về trở về gia đình, thì rõ ràng nó sẽ không phù hợp. Nên đúng vị trí của anh như thế thì rõ ràng gì ạ, là nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách thân tình, một cái không khí đầm ấm trong gia đình. Thế và cái người chồng cũng vậy thôi. Một khi mà chấp nhận là người vợ mình có vị cao như vậy thì mình thấy rằng đấy là một là phải tự hào về vợ mình, đừng bị ảnh hưởng cái dư luận xã hội. Và chính cái đấy là sẽ trở thành cái động lực mình làm sao mình phấn đấu để làm sao đấy mình cũng không thua kém được vợ mình. Ngôi nhà khang trang mà ba thế hệ gia đình bà Phạm Chi Lan đang cư trú là thành quả của sự đánh liều đi vay nợ, quyết đoán xây nhà, nỗ lực trả nợ của cả hai vợ chồng.
Tổ ấm trong đó cũng được gây dựng nhờ sự nhường nhịn, tôn trọng và hỗ trợ bù đắp lẫn nhau giữa hai ông bà. Rõ ràng, không chỉ đàn ông mới xây được nhà, đàn bà mới xây được tổ ấm, mà họ hoàn toàn có thể chung vai gánh vác những công việc này. Trụ cột của gia đình vẫn là người đàn ông. Thế nhưng nó không được quyết định ở yếu tố kinh tế mà là ở vai trò về tinh thần. Trong đó vẫn là sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở phát huy khả năng của mỗi người. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi những thông tin và sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 3 năm 2013. Ngày hôm nay, ga Sài Gòn bắt đầu triển khai đợt giảm giá vé từ 5 đến 20% đối với một số đoàn tàu địa phương trong phạm vi quản lý của công ty. Thời gian khuyến mại chia làm nhiều giai đoạn kéo dài cho đến giữa tháng 5. Cụ thể, ga Sài Gòn dành riêng một toa xe ngồi cứng không điều hòa của tàu SE21/22 Sài Gòn - Huế và ngược lại để bán vé khuyến mại giảm giá đến 20% cho hành khách đi tàu có ga đi thuộc các ga từ Sài Gòn đến Long Khánh, đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Quảng Ngãi đến Huế và ngược lại. Bên cạnh đó, giảm 5% giá vé cho tất cả hành khách đi trên các đoàn tàu SQN2 Sài Gòn - Quy Nhơn, SNT2 Sài Gòn - Nha Trang trong các ngày từ 0 giờ ngày thứ Bảy đến hết ngày thứ Tư hàng tuần hoặc từ 0 giờ ngày thứ Hai đến hết ngày thứ Sáu hàng tuần đối với các tàu SQN1 Quy Nhơn - Sài Gòn, SNT1 Nha Trang - Sài Gòn. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tổng hợp được nhiều ý kiến của mọi thành phần, mọi tầng lớp nhân dân đóng góp cho dự thảo sửa đổi hiến pháp. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức một hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở ban ngành, hiệp hội trên địa bàn thành phố. Phần lớn các ý kiến đề cập đến nội dung các điều khoản quy định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vai trò của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ cũng như những góp ý về từ ngữ và bố cục cho phù hợp. Ngày hôm nay, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Thương mại Nhật Bản, Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức một buổi giao thương giữa các doanh nghiệp vùng Kansai Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất thiết bị, máy móc. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Ngày hôm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Kovalevskaya cho tập thể cán bộ nữ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Bạch Khánh Hòa, Trưởng khoa Xét nghiệm sàng lọc máu, giảng viên chính bộ môn Huyết học Truyền máu của Đại học Y Hà Nội vì những đóng góp xuất sắc cho nền khoa học nước nhà. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Được khởi xướng từ năm 1985, giải thưởng Kovalevskaya là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân là các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Ngày hôm nay, chương trình Làn điệu phương Nam với chủ đề Đưa sân khấu cải lương đến với công chúng trẻ do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ chính thức khởi động. Theo đó, những khán giả trẻ, nhất là sinh viên, học sinh sẽ được nhận vé miễn phí vào xem vở diễn nổi tiếng Giọng hò Đồng Tháp. Chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới nhằm giúp khán giả trẻ Thành phố Hồ Chí Minh làm quen với những tác phẩm sân khấu nổi tiếng. Chương trình biểu diễn cải lương miễn phí sẽ tiếp tục được thực hiện vào các ngày mùng 4 hàng tháng tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang các tin tức quốc tế trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Ai Cập ông Mohamed Morsi tại Cairo trong chuyến công du đầu tiên đến thế giới Ả Rập trong cương vị mới. Cuộc hội đàm diễn ra một ngày sau khi ông Kerry nói rằng việc phục hồi kinh tế có ý nghĩa sống còn đối với Ai Cập và sự đối đầu giữa các đảng phái của nước này sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế. Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Ai Cập của ông John Kerry không chỉ nhằm giúp tháo gỡ bế tắc chính trị tại Ai Cập mà còn nhằm củng cố mối quan hệ giữa hai nước đồng minh vốn không còn mặn nồng như dưới thời của cựu Tổng thống Mubarak trước đây. Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày hôm qua, Tòa Phúc thẩm Ai Cập đã ấn định ngày 13 tháng 4 là ngày mở phiên tòa xét xử lại cựu Tổng thống nước này Hosni Mubarak cùng các cố vấn dưới thời của ông. Các bị cáo bị buộc tội ra lệnh sát hại những người biểu tình tham gia làn sóng chống chính phủ hồi tháng 1 năm 2011.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua hàng chục nghìn người Bulgaria đã xuống đường biểu tình trên khắp đất nước nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và nghèo đói tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu này. Cuộc biểu tình được tổ chức nhân 135 năm ngày giải phóng Bulgaria khỏi ách thống trị của đế quốc Ottoman. Tại thủ đô Sofia, gần 10.000 người đã biểu tình đòi giảm số lượng các nghị sĩ quốc hội, yêu cầu chính quyền có biện pháp nâng cao mức sống với người dân. Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại thành phố Varna trên bờ biển Đen, khi hơn 50.000 người tuần hành đòi giảm giá các dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống con người và yêu cầu thị trưởng thành phố từ chức. Chi phí sinh hoạt trung bình của người dân Bulgaria trong tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay đã tăng lên 50-100%. Riêng giá điện đã tăng từ mức tương đương 50 euro lên 250 euro, trong khi mức lương tháng trung bình của người dân của các thành phố lớn chỉ tương đương 350-500 euro. Các cuộc biểu tình ở Bulgaria bùng nổ từ tháng 2 vừa qua, mà ban đầu nhằm mục đích phản đối giá điện tăng cao sau chuyển thành làn sóng biểu tình trên toàn quốc phản đối chính phủ cánh hữu, đã buộc Thủ tướng Boyko Borisov phải từ chức. Lực lượng cứu hộ ở bang Florida của Mỹ vào ngày 3 tháng 3 theo giờ Việt Nam đã ngừng mọi nỗ lực tìm kiếm thi thể người đàn ông bị rơi xuống hố tử thần bên dưới sàn nhà. Jeffrey Booth, 36 tuổi, được cho là đã chết khi một hố tử thần nuốt chửng phòng ngủ của anh trong căn nhà vào hôm 28 tháng 2. Theo một quan chức địa phương, đến ngày hôm qua họ không thể tìm kiếm được thi thể của nạn nhân và xác nhận rằng họ đang phải đối mặt với một hố tử thần rất bất thường. Các chuyên gia ước tính hố tử thần này sâu 6 mét và có đường kính 9,2 mét và người dân ở các căn hộ lân cận đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Anh trai của nạn nhân cũng có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc, cho biết anh nghe thấy tiếng cầu cứu liền chạy đến phòng ngủ của em trai mình nhưng không thể cứu được em. Hố tử thần là một hiện tượng sụt lún địa chất đối với những khu vực có cấu trúc địa chất đặc biệt. Hiện tượng này xảy ra phổ biến tại một số bang ở Mỹ và chính quyền Mỹ buộc các công ty bảo hiểm phải chi trả thiệt hại cho khách hàng nếu có tai nạn hố tử thần. Nếu trước đây Vương quốc Anh là một chân trời mơ ước của các nhà nghiên cứu khoa học hay là các sinh viên muốn theo đuổi một nền giáo dục tân tiến, thì một nghiên cứu mới đây của chính phủ Anh lại chỉ ra rằng trong số 1.000 người Anh được hỏi, có 27% sẵn sàng ra nước ngoài để đạt được mong muốn là thoát khỏi cuộc sống đắt đỏ và mức lương hiện nay tại xứ sở sương mù. Bất chấp cam kết cắt giảm thuế thu nhập của chính phủ Anh vào tháng 4 tới, nước này vẫn đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng nhiều trí thức trẻ rời bỏ đất nước để kiếm tìm một môi trường kinh tế xứng đáng với họ hơn. Chỉ trong hơn một thập kỷ qua, xứ sở sương mù đã để tuột mất khoảng 3,5 triệu trí thức. Một nửa trong số này có học hàm giáo sư hay các nhà quản lý chuyên nghiệp ở độ tuổi từ 22 đến 44. Chính điều này làm dấy lên nỗi quan ngại về hậu quả của việc chảy máu chất xám đối với nền kinh tế quốc gia. Nick DuBois, phó chủ tịch tập đoàn xuất khẩu và thương mại của Anh tin rằng nếu còn duy trì luật thuế cá nhân quá cao như lúc này, đất nước sẽ còn mất đi nhiều nhân tài nữa. Có rất nhiều người được đào tạo để trở thành giáo sư, nhưng lại đang tìm kiếm cuộc sống ở một nơi ngoài nước Anh. Tôi nghĩ rằng các nhà hoạch định chính sách cần phải có sự quan tâm sâu sắc hơn nữa đối với vấn đề này. Lý do khiến hầu hết trí thức trẻ rời bỏ Anh ra nước ngoài không chỉ là mức thuế cá nhân mà họ phải đóng quá cao. Vấn đề là ở chỗ, những nơi đó cho chúng tôi công việc tốt, một phong cách sống cũng tốt hơn là ở quê nhà. Do đó, ngoài việc cắt giảm mức thuế thu nhập, chính phủ Anh phải giải quyết rất nhiều vấn đề để giữ chân lao động có trình độ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 400 trí thức rời bỏ nước Anh. Và giờ đây, lựa chọn rời khỏi Anh trên những chiếc vé một chiều để tránh những rắc rối về kinh tế đã trở thành trào lưu của tầng lớp trí thức nước này. Đối với người Thái Lan, những con voi có thân hình to lớn chính là những người bạn thân thiện và hữu ích trong cuộc sống. Bởi vậy, hầu hết họ luôn luôn quan tâm và chăm sóc và có những lễ hội độc đáo chỉ dành riêng cho loài động vật hiền lành này. Không chỉ vậy, hàng năm người dân Thái Lan còn tổ chức cưa bớt ngà cho voi để chúng có thể sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Hôm nay là ngày của những chú voi ở trại voi Maha Wan Chang thuộc thị trấn Kanchanaburi, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan 250 km về phía Tây Bắc. Trong ngày này, bộ ngà của chúng sẽ được chủ tỉa tót và cắt bớt đi. Theo chủ của những con voi này, cắt bớt ngà của chúng là một việc làm cần thiết. Chẳng hạn như trường hợp của con voi 22 tuổi, Wan Surin, hai chiếc ngà dài 124cm của nó đã quặp vào nhau, gây khó khăn trong việc quan sát và ăn uống của Surin. Bởi vậy, chủ của nó buộc phải cưa bớt một phần ngà dài khoảng 18cm. Có một số ít con voi cần phải được cưa bớt ngà. Việc làm này không phải là nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường buôn bán ngà voi ở Thái Lan, mà đơn giản là giúp cho những con voi khỏe mạnh hơn.
Ở Thái Lan, việc buôn bán ngà voi là hợp pháp nếu như nó thể hiện sự nhân đạo. Nhưng lợi nhuận của ngành kinh doanh này quá lớn và không thể ngăn nổi nạn buôn bán bất hợp pháp. Khi một ai đó bán một cặp ngà voi, họ cần phải cung cấp những thông tin cần thiết rằng nó được cắt từ ngà của con voi nào. Tôi đồng tình với quy định đó, nhưng các nhà chức trách cần phải kiểm soát gắt cao hơn nữa để giám sát được người bán và người mua. Hiện tại, trại voi Maha Quan Trang vẫn còn hơn 20 con voi trưởng thành cần được cưa bớt ngà vì lý do sức khỏe. Nếu như ở Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, việc sản xuất được 5 tấn thóc trên 1 hecta của nông dân Thái Bình được coi là một nỗ lực kiên cường, thì trong những ngày này tại Ấn Độ, nông dân của nước này đang hân hoan với một loại lúa mới cho phép họ thu hoạch được 22 tấn thóc trên 1 hecta ruộng canh tác. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ người nông dân lập nên kỷ lục này. Với điều kiện địa lý thuận lợi ở bang Bihar, thuộc đông bắc của Ấn Độ, người dân nơi đây tự tin cho rằng họ hoàn toàn có thể lập được kỷ lục mới về sản lượng gạo trong mùa thu hoạch tới. Điều đó có được là nhờ vào việc tạo ra một giống lúa mới có thể cho năng suất lên tới 22,4 tấn trên 1 hecta của anh nông dân Suman Kumar. Và cho đến thời điểm này, sản lượng đó đã bỏ xa kỷ lục 19,4 tấn lúa trên 1 hecta của một giống lúa tại Trung Quốc vào năm 2011. Người nông dân 35 tuổi này sống trong ngôi làng nhỏ ở Davetpura thuộc bang Bihar. Bốn bức tường trong căn nhà anh phủ đầy bằng khen và chứng chỉ cho thành tựu 22,4 tấn trên 1 hecta. Kumar cho biết, năm 2011, anh được giới thiệu về giống lúa Arai 444, một giống lúa lai cho năng suất cao của Đức, nhưng chỉ cho sản lượng 18,2 tấn trên 1 hecta. Trên cơ sở giống lúa năng suất ấy, Kumar đã kết hợp thêm những loại phân bón đặc biệt để tạo ra năng suất kỷ lục nói trên. Cuối năm 2012, tôi đã phá kỷ lục của các nhà khoa học Trung Quốc. Tôi đã sử dụng kẽm, đạm ure và phân bón để bón thúc. Ure là phân bón rất quan trọng ở Ấn Độ và được nhiều người nông dân sử dụng. Ngoài ra, để đạt được năng suất đó, Kumar đã áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI vào canh tác. Đây là một phương pháp trồng lúa đang được nhiều quốc gia trên thế giới học hỏi. Năm 2013, Canada được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 12 quốc gia lý tưởng nhất để định cư. Tuy nhiên, chính điều kiện làm việc rất tốt tại đây và tỷ lệ công việc với cuộc sống hàng ngày luôn cân bằng đã khiến cho làn sóng nhập cư vào quốc gia Bắc Mỹ này ngày càng tăng cao. Và hệ lụy nhãn tiền của điều đó chính là việc dần thay thế hai ngôn ngữ chính của nước này là tiếng Anh và tiếng Pháp. Nếu trước đây ngôn ngữ hành chính chính thức của Canada là tiếng Anh và tiếng Pháp, thì giờ đây, trước làn sóng nhập cư ồ ạt của người châu Á, người ta lại thấy xuất hiện nhiều ngôn ngữ khác trong cuộc sống của họ. Sự thay đổi này đang diễn ra trên khắp đất nước Canada, đặc biệt là ở những thành phố lớn, nơi được hầu hết người nhập cư lựa chọn để sinh sống. Theo báo cáo điều tra dân số mới nhất của nước này, cứ 5 người mang quốc tịch Canada được hỏi thì có 1 người chỉ sử dụng tiếng mẹ đẻ khi họ ở nhà, mà chủ yếu là tiếng Trung Quốc hay các ngôn ngữ đặc trưng của vùng Nam Á. Sự thay đổi này còn ảnh hưởng tới các mặt khác trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở Canada, kể cả là ở trường học. Ngày càng có nhiều trẻ em ở vùng Kapka học tiếng quan thoại ở trường. Đi đâu chúng tôi cũng gặp người Trung Quốc. Nguyên do chủ yếu dẫn đến việc gia tăng người sử dụng tiếng quan thoại, tiếng Quảng Đông, chính là ảnh hưởng của dòng người Trung Quốc nhập cư vào Canada ngày càng nhiều. Trước thực trạng có quá nhiều xáo trộn cả về văn hóa, chính trị lẫn kinh tế do người nhập cư, Canada đang xem xét một dự luật hạn chế nhập cư nhằm kiềm chế dòng người từ nhiều nơi trên thế giới đổ về đây. Quốc đảo vùng Caribe, Cuba nổi tiếng thế giới với những điếu xì gà chứ danh với những công nhân cuốn xì gà bằng tay đẳng cấp. Nhưng nếu ai am hiểu về văn hóa của hòn đảo lửa đảo xay này hơn một chút thì sẽ không thể quên được một nét văn hóa mà không nơi nào trên thế giới có. Đó là đọc sách cho những người lao động nghe khi họ đang miệt mài làm việc trong công xưởng. Và mới đây nhất thì UNESCO đã đưa truyền thống đọc truyện trong các nhà máy xí nghiệp của Cuba vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngồi trên phiến gỗ trước 600 công nhân đang cuốn những điếu xì gà huyền thoại của Cuba, Grisel đọc to những bài thơ, tiểu thuyết và thậm chí những lời khuyên từ các tờ báo. Grisel là một trong hơn 200 người đọc sách chuyên nghiệp tại các xưởng xì gà khắp Cuba.
Tôi thường đọc những thứ mà các công nhân lựa chọn, có thể về tình yêu, về lịch sử, về tình dục và cả những chuyện kỳ lạ. Những công nhân của chúng tôi yêu thích những tiểu thuyết lịch sử của các nước khác trên thế giới. Truyền thống đọc truyện trong các xưởng xì gà Cuba xuất hiện vào năm 1865. Mục đích của nó là giúp công nhân thư giãn trong khi đang làm việc mà không sao lãng công việc. Điều đáng ngạc nhiên là công nhân xưởng xì gà nghĩ ra cách thư giãn trong khi làm việc này trước khi Edison phát minh ra điện. Và giờ đây, mặc dù đã có radio, TV, nhưng không ai nghĩ sẽ thay thế người đọc truyện bằng một chiếc radio hay TV. Có những thời điểm thợ cuốn xì gà cần người đọc sách bởi điều đó giúp chúng tôi giữ được tập trung. Người đọc truyện vô cùng quan trọng đối với chúng tôi bởi vì họ giúp mở rộng chân trời văn hóa của chúng tôi. Đã từng có thời, văn hóa đọc sách trong các xưởng xì gà phát triển ở Mỹ, Mexico và Tây Ban Nha, nhưng chỉ có Cuba mới duy trì được truyền thống đó trong một thời gian dài cho đến ngày nay. Có lẽ chính bởi thế mà nhiều người cho rằng xì gà Cuba ngon nhất thế giới, không chỉ vì cây thuốc lá trồng trên đất Cuba và kỹ thuật cuốn của công nhân mà còn nhờ vào giọng đọc những bài thơ tình và những quyển tiểu thuyết tuyệt vời nhất thế giới. Bản ballad Endless Love, tình yêu vĩnh cửu của đôi song ca Diana Rowe và Lionel Richie vừa được xếp vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 50 bản tình ca của mọi thời đại do tạp chí Billboard của Mỹ bình chọn. Lionel Richie sáng tác Endless Love vào năm 1981 để làm bài hát chủ đề cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Franco Zeffirelli. Ca khúc này từng đem về cho Richie một đề cử Oscar ở hạng mục bài hát chủ đề hay nhất. Bảng xếp hạng trên của Billboard căn cứ vào bảng xếp hạng Single Billboard Hot 100 từ đầu năm 1958 đến nay. Cụ thể, Billboard sẽ tính toán tỷ lệ doanh thu mà bài hát đem về khi nó xếp vị trí cao nhất và khi xuống vị trí thấp nhất trên Billboard Hot 100. Mỗi bài hát được xem xét lựa chọn cũng phải có từ Love trong tiêu đề. No one else will do. Sau Endless Love, 4 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các ca khúc I'll Make Love to You năm 1994 của Boy II Men, We Found Love năm 2011 của Rihanna và Calvin Harris, How Deep Is Your Love năm 1977 của nhóm BG và Silly Love Songs năm 1976 của nhóm Wings. Mời quý vị và các bạn cùng hòa mình với giai điệu ngọt ngào của Endless Love để có một tuần mới tràn đầy niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của bản tin cuộc sống 24 giờ sáng nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày đầu tuần nhiều ý nghĩa. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.